Thưa cộng đoàn, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ sáu phục sinh, phục vụ lời Chúa mời gọi người tín hữu sống giới luật yêu thương. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Giới luật yêu thương là giới luật căn bản, then chốt, nền tảng của người Kitô hữu. Ai yêu thương anh em mình là người đó yêu mến Thiên Chúa, người đó biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra. Vì thế là những người con cái của Thiên Chúa, được Thiên Chúa sinh ra, mỗi người cũng phải biết noi gương Thiên Chúa, sống yêu thương anh chị em đồng loại của mình như Chúa. Nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh, phần hồn, phần xác. Với sứ điệp lời Chúa, nhật thứ sáu phục sinh hôm nay, chúng ta hiệp dâng thánh lễ, xin cho mọi người anh chị em tín hữu chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa bằng đời sống bác ái, hy sinh, giúp đỡ tha nhân. Như Chúa yêu thương đã hiến mạng sống của mình vì mọi người chúng ta, kính mời cộng đoàn đứng cùng ca đoàn.